Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 16 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 50, tránh xa hắn ra. Tiêu Ngự và trưởng bối Phượng Gia đối đầu gay gắt ở cổng khu cách ly trước mặt của bao người. Các đại phu, tỳ nữ và nô bộc làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân lén nhìn tình hình ngoài cổng. Hẳn là không có thể đứng canh rồi lại không có dám bỏ bê trách nhiệm. Đương triều lấy hiếu trị thiên hạ, đưa đạo hiếu lên tầm cao tuyệt đỉnh. Nếu không có dân chúng làm nền móng thì tội bất hiếu cũng không có nghiêm trọng như vậy. Phàm là người mưu cầu công danh, chỉ cần là người con có hiếu đã có thể bù đắp được mấy năm học tập gian khổ. Còn với con cháu của thế gia, nếu bị chụp lên đầu tội bất hiếu cũng đủ đè cho hắn quằn sống lưng. Vì Phượng đại tiểu thư chống đối trưởng bối trước mặt mọi người như vậy, đó chính là bất hiếu. Nhưng mà tất cả đều thấy, mấy hôm nay hắn đã làm mọi cách để mà cứu chữa những người bệnh nặng. Hắn chống đối trưởng bối cũng vì muốn dùng cái tòa nhà này làm khu cách ly, cứu mạng mọi người. Hết thảy công ơn này trước mặt hiếu đạo đều không có đáng nhắc tới. Chỉ cần có một chút kiến thức, hắn đã nghe thiên tử đương triều từng có một câu chuyện. Năm xưa, hoàng đế muốn xây một tòa tiên cung cho ái phi Lý Mỹ Nhân. Nhị hoàng tử lấy lý do cứu tế nạn dân mà xin quản công trình. Thiên tử nói, ngỗ nghịch, không có xem trưởng bối ra gì, bất hiếu, không biết kính cẩn khiêm nhường, nhất định là nhân phẩm suy đồi. Nói gì đến đại nghĩa chúng sinh. Vua chúa còn như vậy, dưới triều đại này, một câu bất hiếu đủ để đạp đổ toàn bộ công lao của một người. Rõ ràng, Phượng đại tiểu thư hết lòng vì mọi người, suy nghĩ cho bệnh nhân. Nếu vì vậy mà bị hủy hoại thanh danh, đúng là khổ không nói được. Thú vị rồi đây. Nguyên lão Dương Gia ngồi trên mái nhà nhìn tình hình, cười cợt, vuốt cái chòm râu bạc trắng, hiếp mắt xem cuộc vui. Tạ Cảnh Tu chắp tay đứng bên kế ông. Bóng người mặc một thân áo trắng quái dị, đặc biệt xuất chúng giữa cái đám đông. Thanh thoát mà kiên cường, không một chút nhu nhược, lả lướt của nữ tử khiến cho người ta không thể dời mắt. Tam lão phu nhân sai người kéo cháu dâu vô dụng ra phía sau, lần nào cũng chỉ biết điều hòa đành đá, đúng là thành sự thì ít, bại sự có thừa. Thật ra thôn trang này chẳng có là cái gì, huống chi thôn trang này nằm trong số của hồi môn năm xưa của cháu dâu Phương Thị, chẳng ra gì kia đem đến cho Phượng gia. Khi đó Phương Thị mang theo 10 dặm trang sức, cái thôn trang chỉ là muối bỏ bể, tam lão phu nhân chẳng có chút để tâm. Nếu không phải là vì nhận được thư của Phượng đại phu nhân Lô Thị từ Kinh Thành thì bà chỉ muốn dưỡng lão trong phủ thôi, mắc gì mà phải nhúng tay vào cái vũng nước đục này. Trong thư, Lô Thị yêu cầu Trịnh Thị nhất định phải bắt Phượng Chiêu Ngọc vào lòng bàn tay, không có thể để cho hắn tự do tự tại, nếu không chắc chắn mang lại phiền phức lớn cho Vân Phi. Lô Thị còn hồi âm cho Trịnh Thị một bức thư khác, bảo nàng chỉ cầm một lá đến cho tam lão phu nhân, để tam lão phu nhân đích thân ra tài đối phó Phượng Chiêu Ngọc. Nàng biết Trịnh Thị ngu xuẩn căn bản không có khống chế được Phượng Chiêu Ngọc, cho nên muốn mượn tài của người khác. Với thân phận của tam lão phu nhân thì có thể dùng hiếu đạo để áp chế Phượng Chiêu Ngọc. Tam lão phu nhân thấy chuyện liên quan đến tiền đồ của Phượng Dân Phi, tuy không hiểu rõ, nhưng mà tam lão phu nhân biết vì Phượng Chiêu Ngọc mà Phượng Dân Phi đã bị người ta tố cáo đến suýt nữa không được thăng chức. Bởi vậy, vừa đọc thư của Lô Thị, bà lập tức tin ngay. Mà gần đây chắc nữ kia cũng đã nổi danh khắp Thành Hoài Thiên rồi. Cũng là do đại lão thái gia lẩm cẩm đồng ý cho hắn đi lại khắp nơi, còn báo người hầu phải nghe theo lệnh của hắn. Cũng chỉ là tộc trưởng thôi mà, lại dám nhúng tay vào cái chuyện hậu viện. Giờ cũng là lúc bắt hắn phải kiềm chế mà trân trọng trưởng bối rồi. Vậy cho nên mới xảy ra cái chuyện hôm nay. Tam đạo phu nhân nặng nề nhìn Tiêu Ngự. Ngọc nha đầu, ngươi phải biết rằng Tần Tổ đến đây tìm ngươi không phải là vì ngươi lấy thôn trang Phương phủ mua danh tiếng cho mình. Mạng ngươi là trên hết, chỉ cần ngươi thẳng thắn nói với Tần Tổ một tiếng, chẳng lẽ Tần Tổ không có đồng ý được sao? Tăng tổ mẫu còn ủng hộ ngươi sử dụng thôn trang này. Nhưng mà ngươi lại lén lút làm sau lưng, còn để cho những bộ khoái kia dùng vũ lực trưng dụng, thậm chí là đã thương người hầu trong tôn trang, chỉ vì muốn gây dựng tiếng tăm mà ngươi lại quá đáng vậy sao? Quả là lời ngay ý thẳng, Tiêu Ngự thậm chí không có thể giải bài. Đúng là hắn đã làm việc lén lút, cũng chính hắn nhờ Chu Chiêu chỉ huy bộ khoái dùng vũ lực trưng dụng. Còn cái vụ đánh bị thương người hầu thôn trang, không phải là Tam lão phu nhân đang đặt điều đấy chứ? Mà lúc đó hắn về nhà muốn nói là dùng thôn trang làm khu cách ly, Tam lão phu nhân đồng ý mới là lạ. Có làm gì cũng là vuốt đuôi thôi, bây giờ bà muốn nói cái gì mà chẳng được. Nguyên lão Dương gia cách xa quá không có nghe rõ. Nhị Cửu khoét một cái lỗ trên cổng, áp tai nghe rồi lên kể lại lời của Tam lão phu nhân, không nhịn được mà thở dài. Nhà nào cũng có cảnh khổ, ta thấy Phượng đại tiểu thư hào hiệp khoan dung như thế, còn tưởng trưởng bối của Phượng gia thật biết cách giáo dục, nếu không làm sao mà nuôi ra được một người có tính cách như thế này. Không ngờ trưởng bối lại gai gắt với nàng như vậy sao? Thật khó khăn để một nữ tử yếu đuối có thể làm đến mức này. Theo hiểu biết của Nguyên lão Dương gia về gia thế của Phượng đại tiểu thư, e là trong nhà còn có rất nhiều bí ẩn không thể công khai. Cũng có trưởng bối không ra gì, hoàn cảnh trưởng thành khó khăn mà Phượng đại tiểu thư vô cùng tốt tính. Tại sao mà cháu ông lại biến thành cái tính cách chó chê mèo ghét vậy? Hả là Nguyên lão Dương gia thấy thật là không có công bằng. Lại thấy Tôn Nhi chó chê mèo ghét của mình đột ngột nhảy xuống, thẳng lưng đi ra ngoài. Nguyên lão Dương gia hoảng hồn, bò ra cái mép mái nhà nhìn xuống. Nhị Cửu sợ hãi cuốn quýt giữ chặt ông. Cảnh Tu, người đi đâu vậy? Gia gia còn trên nóc nhà nè. Tạ Cảnh Tu không có để ý ông, đi thẳng ra ngoài. Chó chê mèo ghét, đúng là chó chê mèo ghét mà. Nguyên lão Dương gia giận điên gỡ cái mái ngói ném y. Tiêu Ngự nhìn Tam lão phu nhân nghiêm khắc, khóe miệng sau cái lớp khăn che nhếch lên. Vậy theo ý của thằng tổ mẫu, bây giờ ta phải làm gì? Sắc mặt của Tam lão phu nhân hơi hòa hoãn nói, ngươi muốn danh tiếng chứ gì? Hiện tại cả Thành Hoài Thiên ai cũng nói ngươi là Bồ Tát sống, đại nhân đại đức. Ngươi cũng nên thỏa mãn rồi chứ. Ngươi lớn rồi, đừng như là con nít làm gì thì làm. Sau này phải ở yên trong nhà học lễ giáo đi. 1-2 năm nữa đến tuổi cập kê rồi, phải kiềm chế để mà sau này vẫn bàn chuyện hôn nhân chứ. Cái câu ở yên trong nhà mới là mục đích cuối cùng của Tam lão phu nhân. Không ngờ Tam lão phu nhân lại là cá mè một lứa với Trịnh Thị. Tại sao mà bọn họ lại sợ hắn được tự do đến thế? Nếu là Phượng Dân Ninh thì cứ giết quách hắn cho xong chuyện. Vậy mới là phong cách của nàng chứ. Không lẽ giờ muốn đổi chiến lược, muốn âm thầm giết hắn? Cũng không phải là không thể. Tiêu Ngự tính toán trong lòng, Tam lão phu nhân đã sai người đến mời đại tiểu thư lên xe. Trịnh Thị kéo tay áo của Tam lão phu nhân, nhỏ giọng nhắc nhở. Còn cái thôn trang này nữa, phải bắt nó xuất tiền ra bồi thường cho Tình Nhi. Tam lão phu nhân trừng Trịnh Thị. Bây giờ Trịnh Thị mới ngừng gây chiến, ngoan ngoãn lùi về phía sau. Chỉ cần tóm được Phượng Chiêu Ngọc vào trong lòng bàn tay thì thiếu gì cách để mà đòi tiền. Tiêu Ngự nhìn những người hầu đang đến chỗ của mình, toàn là phụ nhân cao to tráng kiện, chắc là muốn đề phòng hắn chạy trốn sao? Mọi người đang lén xem không có kìm được tức giận. Phượng đại tiểu thư bị bắt về Phượng phủ, lấy ai mà chủ trì khu cách ly đây? Có hai đại phu chạy ra kêu gào. Không được, Phượng đại phu không có thể đi đâu, trong khu cách ly này vẫn còn bệnh nhân mà. Tam lão phu nhân cay cú nhìn hai người kia. Hai đại phu này chỉ xem bệnh cho người thường, nào đã bị một lão phu nhân sống trong nhung lụa trừng như thế, nhất thời đứng ngay ra, không có dám tiến lên nữa. Tam đạo phu nhân liếc qua những người núp sau cổng, đánh giá một lần, trong mắt hiện là một vẻ kinh bỉ. Toàn là bách tính tóc húi cua, người hầu nô bộc, chắc nữ của bà suốt ngày tụ tập với đám người này sao? Còn đâu triển vọng, đáng để cho Lô Thị phải động binh khí như vậy chứ. Tam lão phu nhân mới chậm rãi nói, nữ nhi Phượng gia sao không thể quay lại Phượng phủ chứ? Cái đám nghèo hèn các ngươi lại dám ngăn cản sao? Chẳng lẽ có mưu đồ gì? Một lời mắng cho hai đại phu mặt đỏ gay, không có dám ra mặt nói gì nữa. Những chuyện khác không có nói, tội làm hỏng thanh danh của Phượng đại tiểu thư, họ làm sao mà gánh nổi đấy? Lão phu nhân này ác miệng như vậy, chẳng lẽ không có nhận ra chính bà mới là người tổn hại thanh danh của Phượng Đại Tiểu Thư sao? Các đại phu đứng trước mặt của Tiêu Ngự, quệt mũi ngạo mạn nói, Đại Tiểu Thư mời, đừng có để chúng ta động thủ, sẽ khó coi lắm. Tiêu Ngự rất cảm kích những người đã nói đỡ cho hắn, nhưng mà tình hình Phượng gia phức tạp như vậy, lúc này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hắn vừa định lên tiếng, đã nghe phía sau truyền đến âm thanh ẩn chứa không vui. Tránh xa nàng ra. Các phụ nhân mới cả kinh, ngẩng đầu nhìn người đến. Chỉ thấy một nam tử áo đen cao lớn, khoan thai bước ra từ cổng lớn. Các nàng không có biết thân phận của người này, nhưng mà nhìn khí thế liền biết không có tầm thường. Các phụ nhân do dự quay lại nhìn tam lão phu nhân, không biết phải làm sao. Tiêu Ngự cũng bất ngờ, không ngờ Tạ Cảnh Tu lại ra mặt ngay lúc này. Bình thường thấy thờ ơ lắm mà, chẳng lẽ còn có một mặt nhiệt tình như vậy sao? Chương 51, công lao lớn nhất. Tạ Cảnh Tu bước qua cổng, dưới con mắt theo dõi của mọi người, chậm rãi bước đến chắn trước mặt của Tiêu Ngự. Tam lão phu nhân ngập ngừng, tay cầm gậy siết lại. Có mù cũng nhìn ra được lai lịch của người này không nhỏ rồi. Bà có thể mỉa mai những dân thường và nô bộc kia, nhưng mà không dám dùng cách đó với nam tử này. Chẳng trách Phượng Chiêu Ngọc làm càng như vậy, không có để trưởng bối vào trong mắt, thì ra có chỗ dựa bên ngoài sao? Năm xưa, Phương Thị cũng mê hoặc đại tôn tử của bà, khiến cho hắn quỷ hôn với nữ nhi huyện thừa mà đi cưới con gái thương nhân. Bây giờ, con gái của nàng cũng đáng sợ như vậy. Toàn là một lũ hồ ly tinh. Tiêu Ngự hết ngạc nhiên, vội đến nói nhỏ. Tạ Thế Tử, đa tạ ý tốt của người, nhưng mà ta có thể ứng phó chút chuyện nhỏ này, không có dám làm phiền Thế Tử gia. Thân thế của Phượng Chiêu Ngọc đã rối rắm lắm rồi, nếu mà liên lụy đến Nguyên Dương Thế Tử thì thiên hạ đại loạn mất. Tạ Cảnh Tu nghe vậy, quay lại lạnh lùng nhìn hắn, nhìn cho Tiêu Ngự rùng mình. Nếu không phải là y đang đứng trước mặt của mình, thì ánh nhìn này nào giống là đang che chở đâu. Ánh mắt còn âm trầm hơn cả tam lão phu nhân, khiến cho người ta cảm thấy như đang đối mặt với đồng giá lạnh lẽo. Tạ Thế Tử mở miệng, người còn sức lực như vậy thì đi chữa trị cho người bệnh đi, phân tán sức vào cái việc tẻ nhạt này, được một mất 10. Tam lão phu nhân đứng đối diện, thấy nam tử áo đen thì thầm cái gì đó với Phượng Chiêu Ngọc như rất thân thiết, bà càng thêm khẳng định ý nghĩa của mình. Nếu nhi nữ của Phượng gia có thể tự thân leo lên cây cao thì bà đương nhiên là vui mừng. Nhưng mà Phượng Dân Ninh kia bỏ công bỏ sức lôi kéo Thế Tử phủ An Quốc công, giờ đã bay lên làm Phượng Hoàng, kéo theo toàn bộ Phượng gia. Nhưng nếu đổi thành con gái của Phương Thị thì bà không có cách nào vui vẻ được. Xưa nay bà không có thích cháu dâu Phương Thị, tự nhiên cũng sẽ không có vừa mắt với Phượng Chiêu Ngọc. May mà Vân Phi cuối cùng cũng thức tỉnh, ruồng bỏ nữ nhi thương nhân không có ra gì kia. Sao bà có thể để cho con gái Phương Thị phá hủy niềm kiêu hãnh của Phượng gia? Huống chi Phượng Chiêu Ngọc không hề kính trọng bà, nếu mà leo được lên cao cũng chẳng có đem lợi ích gì cho Phượng gia. Tam đạo phu nhân suy nghĩ xong lên tiếng, lão thần sinh ra mắt với công tử, chắc nữ vô dụng này của ta đã gây quá nhiều phiền toái cho chư vị, giờ nên để cho nàng trở về nhà thôi. Trưởng bối quá cương chiều, thấy nàng nhỏ tuổi cho nên không có nỡ nhốt vào nhà học lễ giáo. Giờ nàng cũng đã lớn rồi, có không nỡ cũng phải dẹp qua một bên thôi. Dáng vẻ thấu tình đoạt lý, thương con thương cháu. Tiêu Ngự đương nhiên có cách của mình, chỉ là hắn nhìn Tạ Cảnh Tu trước mặt, Thế Tử gia đã cố chấp muốn ra mặt thay hắn, nếu mà hắn tự ý lên tiếng sẽ khiến Thế Tử gia tức giận. Tiêu Ngự cân nhắc thiệt hơn, quyết định giữ im lặng, quan sát tình hình. Ai ngờ Tạ Cảnh Tu không có thèm phản ứng với tam lão phu nhân, chỉ nhướng mày, lệnh cho các bộ khoái đứng cạnh cây cột, đi gọi Lý Phương Minh tới, canh chừng khu cách ly là trách nhiệm của hắn. Dám thả những cái người không phận sự này đặt chân vào đây, nói hắn đừng có trở lại kinh thành nữa, cuốn gói về quê làm ruộng đi. Đám bộ khoái cuốn cuồng thư dạ chạy đi tìm Lý Tri Phủ. Tam lão phu nhân đã sẵn sàng tiếp chuyện với người kia, rốt cuộc đã bị y coi như là không khí, nhất thời mặt nặng mày nề. Nhìn khí chất bề trên của nam tử áo đen, tam lão phu nhân đoán y hẳn là Thế Tử gia phủ Nguyên Dương rồi. Nhưng mà Thế Tử gia thì đã sao? bà là tổ mẫu của Quốc công phu nhân đấy. Xét về địa vị thì phủ An Quốc công rất có mặt mũi với Lý Quý Phi. Tịnh Kiên Dương được tổ tiên lưu truyền chỉ được cái danh, có cái gì mà để đắc ý đâu. Y dựa vào đâu mà dùng quyền ép người ta. Tam đạo phu nhân thấy bối phận và thân phận của mình đâu có lép vế để bị một thanh niên khinh thường như vậy. Mấy lần muốn chăm chọc, nhưng mà khi nhìn Nguyên Dương Thế Tử thì lại e dè, không có dám nói chữ nào. Một bụng tức anh ách xoay một vòng, cuối cùng đổ lên đầu của Tiêu Ngự, chỉ hắn tức giận nói: "Được, được lắm, cánh của người cứng cáp rồi, trèo lên cao xong không có xem lão nhân ra gì. Cái thứ bất hiếu như người phải bị trị tội trước mặt của hoàng thượng. Các người có không gọi tri phủ đại nhân thì lão thân đây cũng mời. Ta muốn hỏi hắn, đối với loại cháu bất hiếu ngỗ nghịch thế này phải dùng hình phạt nào đây? Nếu mà hắn không dám xử thì lão thân có liều cái mạng già này cũng phải lên kinh tố cáo người rồi, cái đồ phản phúc." Tiêu Ngự bất đắc dĩ nhìn tam lão phu nhân, thấy hắn là quả hồng mềm thì muốn thỏa thích nắng bóp ra sao. Bên kia có một thế tử hàng thật giá thật kia, sao bà không có nói gì với y đi? Tạ thế tử lia mắt sang tam lão phu nhân. Tam lão phu nhân đang ngẩng đầu ưỡn ngực, ôm một bụng quán khí, đã bị ánh mắt tàn bạo của y nhìn cho phát run, chân mềm hoạt lùi về phía sau cùng với Trịnh Thị. Nguyên Dương thế tử này quả là đáng sợ, không lẽ ban ngày ban mặt mà y vẫn là muốn giết người diệt khẩu sao? Không ngờ Tạ thế tử đột ngột thu hồi ánh mắt, quay phát lại nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự vẫn đứng ngay ngắn sau lưng của Tạ Cảnh Tu, bị nhìn cho ngẩn người. Hiếm khi mà thấy ánh mắt của Tạ thế tử không rét buốt như trời đông, cũng không có biết nhìn vậy là có ý gì. Chẳng lẽ đang xem hắn có thấy oan ức khi bị tam lão phu nhân trách mắng hay không? Vậy thì khiến cho thế tử già thất vọng rồi, loại chỉ trích này hắn nào có quan tâm. Tiêu Ngự mỉm cười dê, Tạ Cảnh Tu liền rũ mắt nhìn chỗ khác. Việc chế ngự ôn dịch lần này, Phượng đại tiểu thư có công lớn nhất, lập công vì bách tính. Tạ Cảnh Tu thông thả nói, chiết tử đã được đưa lên ngự tiền, phần thưởng ít hôm sẽ đến. Y nhìn mọi người bên trong, khu cách ly này không đủ để sử dụng, mấy trăm lưu dân không có chỗ ở, rất cần hai tòa nhà quy mô lớn thế này ở ngoại thành để làm nơi trú ngụ. Phượng lão phu nhân đã cho thấy quyết tâm trợ giúp Phượng đại tiểu thư, vậy thì Phượng đại phu làm phiền ngươi đưa ra hai cái thôn trang nữa làm nơi trú chân cho lưu dân, cần phải sắp xếp thỏa đáng cho tất cả. Nói rồi mới nhìn Lý Phượng Minh đang vội vã phóng đến. Lý tri phủ, trách nhiệm canh gác vẫn là do ngươi đảm nhiệm, nếu mà còn tiếp tục sơ suất. Không chờ cho Tạ Cảnh Tu nói hết, Lý Phượng Minh vuốt mồ hôi trên trán, mau mắn tiếp lời. Nếu mà tiếp tục sơ suất, hạ quan mới lập tức cuốn gói về quê làm ruộng. Hạ quan biết rồi, hạ quan đã biết rồi mà. Tạ Cảnh Tu không nói nữa, quay vào khu cách ly. Tiêu Ngự nhìn bóng lưng quỳ, sững sờ đứng tại chỗ. Công đầu hả? Y đã báo công cho hắn lúc nào vậy? Là nói thật hay chỉ để hù dọa tam lão phu nhân? Biểu huynh của Lý Quý Phi và Lý Phương Minh đâu có phải là vật trang trí. Thế tử già lại đi tranh công cho hắn sao? Tam đạo phu nhân dùng hiếu đạo chèn ép hắn, y lại công bố công lao áp chế dịch bệnh. Hoàng đế đã ban thưởng cho cả nhà, tuy hoàng đế nói là dùng hiếu để mà trị thiên hạ, nhưng mà tam lão phu nhân cũng không có thể cầm hiếu đạo đi liện vào mặt của hoàng đế được. Lại nói tam lão phu nhân vừa rồi thế tử gia giao cho hắn một nhiệm vụ. Tiêu Ngự quay lại nhìn tam đạo phu nhân sát khí đằng đằng và Trịnh Thị mặt mày thù hận. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà bắt Phượng phủ giao thôn trang cho tiểu tiện nhân kia lót đường công danh? Ta không có đồng ý rồi. Trịnh Thị vừa tức vừa dội. Vốn mời tam đạo phu nhân đến để đàn áp Phượng Chiêu Ngọc, không ngờ đã không có khống chế, còn bị lấy mất hai thôn trang. Còn chỉ rõ là thôn trang lớn ở ngoại thành. Phải biết thôn trang ở gần ngoại thành có giá cao nhất và vị trí tốt nhất. Trịnh Thị sao có thể cam tâm được? Hiện tại tiểu bối xuất chúng trong hậu viện chính là hai con gái của nàng. Tam lão phu nhân cũng để tâm bồi dưỡng, đồng ý lấy thôn trang đó làm của hồi môn. Tiền lúc trước nàng cướp của Phượng Chiêu Ngọc đã bị đòi lại rồi. Giờ đến mấy cái thôn trang cũng không có giữ được thì nàng rời khỏi kinh thành, về Thành Hoài Thiên này mấy năm qua để làm cái gì chứ? Tam lão phu nhân mới giận dữ. Ngươi, câm miệng cho ta, thấy mất mặt chưa đủ sao? Rồi mới giương tay với đại nha hoàng để cho nha hoàng đỡ bà lên xe ngựa. Hôm nay bà không có nên ra ngoài tìm xui xẻo rồi, bà nên yên dị làm một lão Phật gia. Hà tất chỉ vì một lá thư của Lô Thị mà bị dụ dỗ làm việc thay cho nàng. Bây giờ mất mặt bởi chính người nhà đều là do cái đám cháu bất hiếu mà ra cả. Tam lão phu nhân cay cú trong lòng, ngay cả Phượng đại phu nhân, Lô Thị cũng quán luôn. Tiêu Ngự sao có thể để cho các nàng đi như vậy được? Tạ Cảnh Tu nói khu cách ly không đủ, dùng chỉ là nói bậy thôi. Y muốn danh chính ngôn thuận sử dụng hai cái thôn trang này, y tạo cho hắn cái cớ tốt như vậy. Nếu không có trưng dụng chẳng phải là quá lãng phí rồi sao? Tiêu Ngự đã sớm biết đa phần sản nghiệp của Phượng gia toàn là của hồi môn của Phương Thị. Năm xưa Phương Thị cũng rất được Phượng gia yêu thương, sợ nàng bị nhà chồng khinh thường cho nên mới cố ý tặng của hồi môn nhiều đến vậy. Mà hôm nay nhà mẹ chẳng có quan tâm gì đến Phương Thị. Tiêu Ngự không hiểu nguyên nhân. Nếu mà nói của hồi môn thì năm xưa Phương Thị tình nguyện trợ cấp cho nhà chồng, hắn không có quyền đòi lại. Bây giờ có thể thu hồi được một ít là tốt rồi. Tăng tổ mẫu, chậm đã, đa tạ đại nghĩa của tăng tổ mẫu. Ta và Lý đại nhân thấy hai cái thôn trang này rất có giá trị sử dụng, xin tăng tổ mẫu bảo với trang chủ để cho ta và Lý đại nhân tiếp nhận nha. Tiêu Ngự cười tủm tỉm. Lý Phương Minh đang đau lòng thở dài vì công lao đã bị bay mất. Hắn đương nhiên cũng dâng chiết tử lập công, ai biết Tạ Thế Tử lại muốn tranh công với hắn, chỉ sợ chiết tử của mình đã thành cái đống giấy vụn rồi. Không ngờ lại bị Phương đại tiểu thư thuận tài kéo ra làm cái cờ che chắn. Lý Phương Minh ngoài cười trong không có cười. Đúng vậy, bản quan cũng nghĩ giống như là Phượng đại phu thôi. Nhìn trang phục quái đản của Tiêu Ngự, Lý Phương Minh thật sự không có thể gọi hắn là Phượng đại tiểu thư. Tam lão phu nhân hơi ngừng lại, không quay đầu leo lên xe. Trịnh Thị oán hận trừng Tiêu Ngự, nhưng đã bị dướng tri phụ đại nhân cho nên không có dám chửi bới, cũng kéo váy lên xe. Hai người này tới đây làm gì? Lý Phương Minh nhìn xe ngựa chậm chậm chạy đi, phát cáo hỏi. Nếu mà các nàng không có đến quấy rối thì thế tử già có khi sẽ không có thay cho Phượng đại phu tranh công gián rồi. Tiêu Ngự cười nói, ai mà biết, lại đút tay vào túi áo, xoay người đi vào khu cách ly. Chương 52, lại sinh độc kế. Qua tháng 11, tiết trời ngày càng lạnh, cuối cùng bệnh dịch cũng đã được diệt trừ. Thôn trang cách ly không có còn bệnh nhân nữa, Tiêu Ngự cho người khử trùng toàn bộ tòa nhà. Những người hầu vốn làm cái việc trong thôn trang không có dám vào ở. Tiêu Ngự đành mua lại vài tôi tớ trong coi thôn trang, trong đó có không ít lưu dân tự nguyện bán mình làm nô bộc. Tiêu Ngự vẫn không có quen được, chỉ có một tờ khế ước bán thân mỏng manh mà mua đứt được một con người. Nguyên lão Dương gia và Tạ Cảnh Tu đã sớm dọn ra ngoài, về nha môn tri phủ ở. Từ Thành Hoài Thiên về kinh mất hơn nửa tháng đi đường. Đoàn người của Tạ Cảnh Tu cũng chuẩn bị khởi hành, phải trở về trước cuối năm. Cùng lúc đó, trong Phượng phủ ở Kinh Thành, Phượng Dân Phi đã bị Phượng Minh Văn gọi đến thương lượng chuyện về Thành Hoài Thiên ăn Tết. Từ khi mà lấy Lô Thị, người chưa có từng trở về nhà cũ, cũng tổ tàng hàng năm, cũng không có tham dự. Năm nay, người tính sao đây? Phượng Minh Văn thổi bọt trong tách trà. Phượng Minh Văn là phụ thân của Phượng Dân Phi, cũng là trưởng tử của Tam lão thái gia. Hắn cũng giống hệt với Tam lão thái gia, cả đời chẳng có làm được trò trống gì, nhưng mà lại sinh được một đôi trai gái phi phàm. Bây giờ hắn cũng thuộc bậc quý nhân chúng Kinh Thành, đi đâu cũng được người người ngưỡng mộ. Thân là phụ thân của tổng quản Thái Y, cha vợ của An Quốc Hầu, dù có mặc áo vải cũng có ai dám không nể mặt. Phượng Dân Phi xưa nay hiếu thuận, nghe Phượng Minh Văn nói vậy khó xử. Chuyện này e là năm nay ta vẫn không có thể về quê nhà rồi. Phụ thân cũng biết đó, càng gần năm mới thì các quý nhân ở trong cung càng phải được hầu hạ cẩn thận. Nhi tử thân là tổng quản Thái Y, thật sự không có thể thoát thân được. Phượng Minh Văn hừ một tiếng, giăng tách trà trên bàn. Cái gì mà không thoát thân được? Lão tổng quản Thái Y trước kia có ngày ngày canh giữ, không có dám ra khỏi cung một bước như là ngươi đâu chứ. Nói đến nói đi cũng vì thê tử của ngươi không vừa mắt nhà cũ ở Thành Hoài Thiên. Ngươi không có muốn khiến nàng buồn bã, ngay cả ở nhà cũng không có dám về. Phượng Dân Phi vội chối, nhi tử không dám. Phượng Minh Văn khoát tay áo, thôi thôi, ngươi không về thì mặc ngươi, ta với mẫu thân của ngươi về là được. Sắp đến tháng chạp rồi, ngươi thu xếp đi, 2 ngày sau chúng ta sẽ lên đường. Phượng Dân Phi mới vội vàng thưa, nhờ Lô Thị chuẩn bị chất quà cáp lên xe ngựa, tự thân đi đôn đốc, vô cùng tận tâm tận lực. 2 ngày sau, Phượng Phủ nghênh đón một khách quý. Tuy Phượng Dân Ninh dựa vào quan hệ với Lý Gia để mà cất nhắc Phượng Dân Phi, nhìn như là rất thân thiết với nhà mẹ, nhưng mà thật ra không có lui tới thường xuyên. Giờ lại đột ngột trở về Phượng Gia ngay trước năm mới, làm Phượng Minh Văn và Phượng Dân Phi được thương mà sợ. Nóng ruột vì chuyện Phượng lão phu nhân, Phượng Dân Ninh mới gọi Phượng Minh Văn vào thư phòng, báo là có chuyện muốn bàn riêng. Ngay cả Phượng Dân Phi cũng bị đuổi ra. Phượng Dân Phi từ nhỏ đã bị Phượng Dân Ninh xem thường, cho nên bây giờ chẳng có cảm thấy gì, chỉ dặn dò người hầu chờ bên ngoài rồi rời đi. Phượng Minh Văn nhìn đứa con gái này nhất phẩm cáo mệnh, sắc mặt của Phượng Dân Ninh lãnh đạm khiến choáng thêm bức rứt. Từ sau cái vụ kiện năm xưa, Phượng Dân Ninh trách hắn và Phượng Dân Phi bất tài vô dụng, khiến con gái ruột của nàng lưu lạc dân gian. Nghe nói phụ thân định trở về Thành Hoài Thiên sao? Phượng Dân Ninh mới thông thả hỏi. Phượng Minh Văn mới gật đầu. Đúng vậy, ta và mẫu thân của ngươi đã mấy năm không về rồi, bây giờ cũng nên trở về thăm mọi người. Phượng Dân Ninh không có quan tâm những cái lời này, đôi mắt Phượng sắc sảo nheo lại. Phụ thân có còn nhớ Phương Thị và cái đứa con nhỏ kia của nàng không? Phượng Minh Văn lập tức biến sắc, bối rối hồi lâu mới nói. Tự nhiên nhắc cái chuyện năm xưa làm cái gì? Phương Thị và con trai còn đang sống rất tốt ở nhà cũ đó. Chuyện năm xưa cái gì? Phượng Dân Ninh mới hừ lạnh. Chẳng lẽ phụ thân không có muốn nghĩ đến thì chuyện đó cũng tự nhiên không có tồn tại chắc. Đúng là Phượng Minh Văn không có nghĩ ngợi gì chuyện đó. Mỗi lần mà gặp đứa con trai được Phượng Dân Ninh nuôi dưỡng đều kinh hồn bạt vía, khiến cho ông không có dám nhớ lại vụ trộm lòng tráo phụng năm xưa. Nửa đêm nằm mộng đều thấy phú quý hôm nay chỉ như là gió thoảng mây bay, chớp mắt đã tan thành sương khói. Huống hồ cái chuyện đó còn liên quan đến chính cháu ruột của hắn. Phượng Dân Ninh nói tiếp, ta biết phụ thân vẫn lo lắng chuyện xưa, đúng là chuyện kia có một chút sơ hở, đó chính là Phương Thị và cái đứa trẻ kia. Phượng Minh Văn nghe ngữ khí của nàng tàn nhẫn, lòng có dự cảm không lành. Ngươi có ý gì? Phượng Dân Ninh mới nói, năm đó ta trẻ tuổi bồng bột, nhất thời không có nuốt trôi được mối hận, cho nên bây giờ để lại phiền phức lớn thế này. Giờ ta đã tỉnh ngộ rồi, Phương Thị thấp hèn kia làm sao mà xứng đáng để mà thở cùng một bầu không khí với ta chứ. Bản thân còn là cái mối họa rình rập chúng ta, giữ nàng lại mất nhiều hơn được. Phượng Minh Văn không có rõ lắm, không lẽ Phượng Dân Ninh tính thả Phương Thị? Hắn biết tính tình của con gái, nào có tốt vậy chứ. Quả nhiên Phượng Dân Ninh mới tiếp tục, sai thì phải sửa, may mà bây giờ vẫn chưa muộn. Nghe nói con trai của Phương Thị đang gây kinh động khắp Thành Hoài Thiên, còn được đại lão thái gia yêu thích, phiền phức này không có còn nhỏ nữa, sợ đã thành cái mối họa lớn rồi. Đáy lòng của Phượng Minh Văn lạnh lẽo, nhìn Phượng Dân Ninh. Ngươi định làm cái gì? Nhổ cỏ tận gốc. Mặt của Phượng Dân Ninh lộ vẻ tàn độc. Sớm nên làm vậy, để hắn và Phương Thị sống mấy năm đã là quá đủ rồi. Hoang đường, đúng là hoang đường. Phượng Minh Văn đập bàn chỉ Phượng Dân Ninh rung giọng nói. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Đó là trưởng tử của Dân Phi, là tôn tử của ta đó. Phương Thị là phận tiện thiếp, con của nàng mà là trưởng tử tôn cái gì chứ? Phượng Dân Ninh khinh bỉ. Phượng Minh Văn mới thở hổn hển, luôn miệng lầm bầm hoang đường. Hắn biết Phượng Dân Ninh rất là độc ác, nhưng mà không ngờ nàng còn muốn ra tay tàn sát người trong tộc. Phương Thị ngày xưa có lỗi gì đâu, nếu không phải là Phượng Dân Ninh cố chấp muốn bắt con của Phương Thị thì cũng không có để lại nhược điểm hôm nay. Phượng Minh Văn cũng không phải là quan tâm Phương Thị, chỉ là hắn đã trải qua nửa đời làm bình dân bách tính, đã chứng kiến biết bao là cảnh đấu đá ác liệt, đầu rơi máu chảy. Nhưng phàm là người thường thì làm sao mà dám nghĩ đến chuyện giết người, mà người Phượng Dân Ninh muốn giết là người của Phượng Gia. Người hà tất phải làm vậy chứ, chỉ là một đứa nhỏ lóc chóc thôi. Phương Thị đã bị giam trong từ đường tối tăm, bọn họ làm được cái sóng gió gì đâu. Phượng Minh Văn khô khóc nói, sao hả, phụ thân sợ hay là mềm lòng? Phượng Dân Ninh liếc hắn, không có dối gạt phụ thân, ta đã sớm sai người kết liễu nghiệt chủng kia. Thấy Phượng Minh Văn hoảng hồn, Phượng Dân Ninh mới cười lạnh, phụ thân đoán kết quả xem tiểu nghiệt chủng kia không có bị tổn hại cộng tóc cộng lông nào sao? Tin tức nàng nhận được là từ nửa tháng trước rồi, lúc đó dịch bệnh còn chưa có bùng phát. Bởi vậy trong thư chỉ ghi ám sát thất bại, cái đám lưu manh côn đồ kia đều đã bị tổn thương gân tay, trở nên vô dụng hơn cả người thường. Phượng Dân Ninh không có nhịn được mà sợ hãi, sự tồn tại của Phượng Chiêu Ngọc chính là nhược điểm của nàng, nhưng mà mười mấy năm đã bị nắm trong lòng bàn tay, vốn không có thể uy hiếp nàng. Bây giờ nhược điểm kia đã dần thoát khỏi khống chế, thậm chí còn có sức công kích. Phượng Dân Ninh cảm nhận được mối nguy hiểm xưa nay chưa từng có. Nàng hối hận vì năm xưa nóng vội, nhưng mà vẫn không có cho là mình có lỗi. Người sai là Phương Thị, là đứa con kia, bọn họ không nên sống, không có nên uy hiếp địa vị của nàng. Người đã không nên sống thì hãy chết phước đi. Hắn lớn rồi còn thoát khỏi khống chế. Phượng Dân Ninh u ám nhìn Phượng Minh Văn. Phụ thân, hắn hận chúng ta, hắn hận người của Phượng Dân Phi. Nếu mà còn để cho hắn sống á, tất cả những người được hưởng thụ hôm nay sẽ bị hắn hủy hoại hết. Đừng có nói nữa. Phượng Minh Văn mới giận dữ. Đây là chuyện hắn sợ nhất, sợ đến mức dùng khỏi cơn mơ. Không phải là phụ thân tính về Thành Hoài Thiên sao? Đây là một cơ hội tốt đó. Phượng Dân Ninh nhỏ giọng rù rì như là mê hoặc. Cơ hội tốt để làm gì? Phượng Minh Văn không có dám hỏi, hắn biết Phượng Dân Ninh muốn nhờ mình làm gì. Không phải là hắn chưa từng xử phạt người hầu phạm lỗi, lấy rồi đánh hay là bán ra ngoài thì đều đã làm. Có thể kết cục của những người kia là bị ném vào cái bãi tha ma như miếng dẻ rách. Thế nhưng hắn chưa có từng đánh chết người trước mặt của mình. Bây giờ Phượng Dân Ninh bảo hắn đi giết người, còn giết chính cháu của mình nữa. Hổ dữ còn không có ăn thịt con mà, chuyện không bằng súc vật như vậy sao mà hắn có thể làm được chứ? Phụ thân, nghĩ kỹ lại đi, cái mạng quèn đó quan trọng hay là những vinh hoa phú quý đây quan trọng? Phượng Dân Ninh nói xong mới đứng dậy, thước tha bước ra ngoài. Ngươi, tại sao mà ngươi không có để cho Dân Phi đi làm? Phượng Minh Văn quể quải. Phượng Dân Ninh dừng bước, quay đầu lại, xì một tiếng kinh miệt. Hắn không có lá gan đó, ta còn sợ hắn làm hỏng chuyện. Phượng Dân Phi là nam nhân bạc tình lại vô dụng, nhưng mà nếu thật sự sai hắn đi giết Phượng Chiêu Ngọc, nhất định hắn không có đồng ý rồi. Vậy còn thích khách, không phải là ngươi là quốc công phu nhân sao? Ngươi có thể phái thích khách mà. Phượng Dân Ninh đương nhiên có thể thuê thích khách đi giết Phượng Chiêu Ngọc, nhưng mà số tiền bỏ ra mới là vấn đề. Việc nàng dùng tiền mướn thích khách giết một đứa trẻ sẽ khiến cho người ta sinh nghi. Nàng tuyệt đối không có thể để lại bất kỳ nhược điểm nào. Phượng Minh Văn mới là lựa chọn tốt nhất. Phượng Dân Ninh không có nói nữa, đẩy cửa ra ngoài. Phượng Minh Văn bất lực gục trên ghế như đã già đi mười mấy tuổi. Trong Thành Hoài Thiên, lão thất và lão cửu chặn xe ngựa của Tiêu Ngự, sau khi mà cung kính hành lễ mời hắn vào một nhã gian trong tửu lầu. Lão gia và đại thiếu gia sắp sửa trở về kinh, muốn ôn chuyện với Phượng đại tiểu thư trước lúc lên đường. Lão thất kính cẩn nói, Tiêu Ngự xuống xe, người qua lại thấy hắn liền dồn dập bu đến để mà chào hỏi rất nhiệt tình. Bây giờ Tiêu Ngự đã nổi tiếng khắp Thành Hoài Thiên, sau khi mà bình ổn ôn dịch đã nhận được vô vàn hảo cảm của dân chúng. Người đi đường bắt chuyện không ngừng, người bán bánh thì tặng bánh nóng hổi, người bán hoa quả dân hoa quả, bán rau cũng ráng nhét cho hắn cây hành lá. Mỗi ngày chỉ cần dạo một vòng là bụng đã no căng rồi. Chương 53, có đồng ý không? Tiêu Ngự theo lão thất vào tửu lâu, bên trong nhã gian, Nguyên lão Dương gia và Tạ Cảnh Tu đang ngồi đối mặt thưởng trà. Vừa thấy hắn, Nguyên lão Dương gia hồ hởi đứng lên tiếp đón. Mạo muội mời một chuyến, liệu có làm chậm trễ chính sự của Phượng đại tiểu thư không? Tiêu Ngự cười nói, Nguyên lão Dương gia khách sáo quá, ta thì có chính sự gì đâu chứ. Ngồi xuống cạnh bàn, Tạ Cảnh Tu nhìn hắn nói, ta phải đi. Nguyên lão Dương gia và lão thất trừng con mắt, nói năng chẳng khéo léo chút nào. Tiêu Ngự không có thể làm gì khác là cười khách khí, vậy ta xin chúc Tạ thế tử thuận buồm xuôi gió. Tạ Cảnh Tu không nói gì thêm. Nguyên lão Dương gia cười gượng mời Tiêu Ngự ăn bánh uống trà. Phượng đại phu xin đừng có trách lão phu đường đột nha. Lão phu muốn hỏi sau này Phượng đại phu có tính toán gì không? Dự định sao? Tiêu Ngự mù mờ. Nguyên lão Dương gia nói, lão phu thấy y thuật của Phượng đại phu tài hoa điêu luyện, nếu bị mai một rất là đáng tiếc. Ta cũng muốn mở y quán, chỉ là... Tiêu Ngự mỉm cười, hiện tại thì không thể. Muốn mở y quán phải chờ sau khi mà khôi phục thân phận, giờ cứ tích góp tiền trước đã, mở y quán cần không có ít tiền đâu. Phượng đại phu có tính lên kinh thành không? Nguyên lão Dương gia vuốt râu cười nói, Thành Hoài Thiên không có chấp nhận y nữ, nhưng mà kinh thành không có cấm nữ tử hành nghề y. Hiện trong kinh đang gian danh một y nữ xuất thân trăm anh thế gia đấy. Đã có Châu Ngọc đi trước, Phượng đại phu muốn theo đuổi nghề y cũng sẽ không có bị người ta chú ý đâu. Đường kim hoàng đế vô cùng quý mạng, yêu cầu về đại phu cực kỳ nghiêm ngặt, cả thân phận và trình độ. Chỉ cần có thể chữa bệnh cứu người, hoàng đế luôn không có chê ít, dù xấu đẹp, nam hay nữ gì cũng được. Hoàng đế bị Lý thị ngày ngày gieo rắc vào trong đầu ý nghĩ trường sinh bất lão, cùng với Lý thị làm một đôi thần tiên quyến lữ. Trong cung quanh năm vùi đầu đốt lò để mà luyện đan, mong luyện ra được cái tiên đan trường sinh bất lão. Đại phu đương nhiên cũng được hoàng đế coi trọng. Trong chốn thâm cung u ám, người được sủng ái nhất là Lý Quý Phi, kể đến chính là thái giám thiếp thần, sau là các đại phu ở trong thái y viện. Những văn thần võ tướng khác chỉ đành xếp xó. Hoàng đế nắm 10 vạn cấm quân, con cháu của Lý gia bên ngoài cũng có mấy nhánh đại quân, không ai dám triêu vào ổ kiến lửa này. Đúng là mịt mù chướng khí. Nguyên lão Dương gia nghĩ mà lắc đầu thở dài. Lúc còn là thái tử, hoàng đế từng rất nhìn xa trông rộng, ngày đầu đăng cơ cũng rất anh minh sáng suốt. Từ khi mà sủng ái Lý Quý Phi thì tất cả đều thay đổi. Tiêu Ngự nghe Nguyên lão Dương gia nói vậy, lòng hơi dao động. Hắn vốn là muốn lên kinh thành, định hợp tác với Trương Tam thiếu gia, kết hôn giả rồi theo vào kinh. Nhưng nếu Nguyên lão Dương gia đồng ý giúp đỡ thì đương nhiên theo Nguyên lão Dương gia sẽ thuận lợi hơn. Hậu đài phủ Nguyên Dương lớn như vậy, có thể dựa được thì quá tốt rồi. Ở nhà cũ chỉ có Trịnh thị ngu xuẩn quấy rối công việc, nhưng mà lên kinh thành là đầm rồng hang hổ. Phượng Dân Ninh và Lô thị không có ai dễ đối phó. Nguyên lão Dương gia cũng nhìn ra Tiêu Ngự dao động, mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Biết giữ lễ nhưng mà không bị lễ giáo ràng buộc, hào hiệp trượng nghĩa, nhân ái khoan dung. Nhìn sao cũng thấy cái cháu dâu này quá vừa ý của Nguyên lão Dương gia. Không có dám dối lão Dương gia, ta rất muốn lên kinh thành, không chỉ là muốn đi mà ta còn muốn mang thêm một người cùng đi nữa. Hắn kể vắn tắt chuyện của Phương thị, chỉ nói là Lô thị giành vị trí chính thề, cướp đoạt tình nhân, hãm hại Phương thị bị nhốt vào từ đường. Ta muốn dẫn mẫu thần lên kinh thành ly hôn với Phượng Dân Phi. Tiêu Ngự nói, chuyện xấu trong nhà làm trò hề cho thiên hạ, xin lão Dương gia đừng trách ta lỗ mãn. Nếu Nguyên lão Dương gia chịu giúp thì Tiêu Ngự vô cùng cảm kích. Ngươi muốn mẫu thần báo hoàng ly hôn với phụ thân sao? Nguyên lão Dương gia ngẩn người. Ông biết Phượng đại tiểu thư không có quan tâm chuyện vặt vãnh, nhưng mà không ngờ hắn lại bất cần như vậy. Con không có được nói cha có lỗi, cứ như vậy thì e lãng không có thể làm đại phu được nữa. Ngươi có biết hậu quả nếu mà làm vậy không? Nguyên lão Dương gia hỏi. Sau khi mà thu xếp ổn thỏa cho Phương thị thì hắn sẽ cởi bỏ thân phận Phượng đại tiểu thư. Còn quản cái hậu quả hay là không hậu quả gì nữa? Những câu này không có thể nói với Nguyên lão Dương gia. Tiêu Ngự cười, ta biết. Nguyên lão Dương gia vẫn thấy quá là tiếc nuối. y thuật cao như vậy mà không có thể làm nghề y, đúng là phung phí của trời. Những chuyện nhà của người ta, Dương Phủ đâu có thể xen vào. Tiêu Ngự và Nguyên Lão Dương Gia trò chuyện vui vẻ, nửa canh giờ sau mới đứng dậy cáo từ. Tạ Cảnh Tu nhìn bóng lưng của Tiêu Ngự bước xuống cầu thang nói, nàng có tính toán khác. Sao ngươi biết? Nguyên Lão Dương Gia mới lườm y. Cái tượng Phật này ngồi im thinh thích nãy giờ, có nói với người ta cái gì đâu. Tạ Cảnh Tu không có để ý, đứng dậy đi ra ngoài. Nguyên Lão Dương Gia phía sau tức đến dễn râu. Tiêu Ngự ngồi lên xe định tìm Trương Tam Thiếu Gia từ hôn. Có thể là không có lợi dụng thì Tiêu Ngự không có muốn lợi dụng người khác. Sau khi mà kết hôn, bất kể ly hôn hay là vợ chết thì vẫn ảnh hưởng đến tiếng tăm của Trương Tam Thiếu Gia. Bây giờ có thể cùng Nguyên Lão Dương Gia lên kinh, còn cái gì mà tốt hơn? Ai biết hắn còn chưa có đến cửa, người ta đã tự tìm tới rồi. Một người mập mạp ngồi trên lưng ngựa đuổi theo xe của hắn, gõ lên vách xe gọi liên hồi. Xe ngựa của Phượng Đại Tiểu Thư, đúng không? Phượng Đại Tiểu Thư, là ta đây, Trương Lập Khanh đây. Trương Lập Khanh là ai? Tiêu Ngự mù mờ, dán màn xe lên, liền thấy một gương mặt tròn do, cười tươi như hoa. À, thì ra là Trương Tam Thiếu Gia. Tiêu Ngự cười với hắn. Trương Tam Thiếu Gia ngượng ngùng gãi đầu. Có người bán mì gian đường thấy Tiêu Ngự qua cửa sổ, đột nhiên phóng tới lớn tiếng gọi. Phượng Đại Phu, là Phượng Đại Phu đi mà. Phượng Đại Phu, đa tạ người đã cứu con của ta. Ta vẫn chưa có tạ ơn người đàng hoàng. Cái này á, xin tặng người mấy giắc mì. Đừng có ghét bỏ nha. Tiêu Ngự mới vội vàng ôm mấy giắc mì được đưa qua cửa sổ. Cảm ơn, ta rất thích đó. Người bán mì cười khì khì rồi cúi đầu chạy về quán. Thật là tốt quá. Lúc trước đại bá mẫu còn nói xấu người, nhưng mà mấy hôm nay không có dám nói nữa rồi. Trương Tam Thiếu Gia mới rạo rực. Ta muốn cầu hôn, ngươi đừng có đặt nặng lễ nghi mà từ chối nha. Tiêu Ngự khó xử nhìn Trương Tam Thiếu Gia. Trương Tam Thiếu Gia, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trương Tam Thiếu Gia mừng rỡ nhìn hắn, gương mặt mập mạp trắng trẻo đỏ lựng. Ta cũng có mấy lời muốn nói với Phượng Đại Tiểu Thư. Tiêu Ngự nhìn dáng vẻ thiếu niên mơ mộng của hắn, cảm giác tội lỗi cuộn trào trong lòng. Tội lỗi quá mà, không ngờ một công tử ăn chơi lại thuần khiết như vậy, có thể xem là hắn đang đùa bỡn tình cảm của người ta không? Tiêu Ngự xuống xe, cùng với Trương Tam Thiếu Gia vào trong một quán trà gian đường. Có một người bước ra từ góc đường, dừng tại chỗ hiếp mắt nhìn hai người, dân chúng đi đường đều vòng qua mà đi. À, Nhị Cửu chậm rãi đến bên cạnh Tạ Thế Tử, cũng đang nhìn về hướng quán trà. Bọn họ đều là người tập võ, tài thính mắt tinh, nghe không có sót một chữ của Trương Tam Thiếu Gia. Nhị Cửu mới nói, thưởng thức của Phượng Đại Tiểu Thư cũng lạ lùng quá đi. Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn, Nhị Cửu rụt cổ, cười hì hì, lên trước dẫn đường. Mời công tử, chúng ta cũng vào uống một chén trà đi. Tạ Cảnh Tu bước nhanh tới, len vào quán trà. Nhìn Tiêu Ngự và cái tên mập kia ngồi cùng một bàn. Tên kia đang đỏ bừng cái mặt tranh luận cái gì. Phượng Đại Tiểu Thư, ngươi đừng có lo, ta nhất định sẽ thuyết phục mẫu thân, rất nhanh sẽ đến cầu hôn ngươi. Trương Tam Thiếu Gia mới vội nói, hắn chẳng có hiểu gì nữa, mấy hôm trước còn nói là muốn thành thân với hắn, sao bây giờ không đồng ý rồi? Trương Tam Thiếu Gia lớn vậy rồi mà không có tiểu thư nhà nào chịu gả cho hắn. Trước kia Trương Phu Nhân cũng có sắp xếp vài lần xem mắt, mà ai thấy hắn cũng đều thoái thác. Phượng Đại Tiểu Thư vừa xinh đẹp vừa thông minh, y thuật cao siêu, không có chỗ nào không tốt, lại chủ động nói là muốn thành thần gián. Dù người ta làm vậy vì có nỗi khổ riêng, nhưng mà cũng đủ khiến cho Trương Tam Thiếu Gia mừng như điên. Cuối cùng hắn cũng đã có vợ rồi, còn sau này phải ly hôn thế nào chứ? Hắn căn bản không có nghĩ đến, chờ bái đường thành thân, động phòng xong thì còn cái gì để nói nữa đâu. Không ngờ dịch chưa có vào nồi đã vỗ cánh bay. Trương Tam Thiếu Gia khóc không ra nước mắt. Thật sự xin lỗi. Tiêu Ngự vô cùng ái nái nhìn Trương Tam Thiếu Gia. Xin hãy gả cho ta đi, ta đã đối tốt với ngươi rồi mà. Trương Tam Thiếu Gia siết tay thành nắm đấm. Nếu mà ngươi chê ta không có chí cầu tiến, ta có thể sửa mà. Tiêu Ngự hết sức khó xử nhìn Trương Tam Thiếu Gia, gấp cho đến sắp khóc rồi. hắn cảm giác như mình mới là Hoa Hoa công tử đùa bỡn người khác vậy. Một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn của Tiêu Ngự và Trương Tam Thiếu Gia, làm cho hắn giật bắn mình. Tạ Thế Tử. Tiêu Ngự nhìn người đến bất ngờ gọi. Tạ Thế Tử mới nhìn hắn, lại nhìn Trương Tam Thiếu Gia. Trương Tam Thiếu Gia có người trốn phía sau Tiêu Ngự, tránh ánh mắt âm u của Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự mới hỏi, Tạ Thế Tử tìm ta hay là Nguyên Lão Dương Gia có muốn nói gì không? Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn, ta định hôm sau khởi hành, ngươi có đồng ý theo ta không? Tiêu Ngự trừng mắt, hắn đương nhiên muốn theo cái đoàn người của phủ Nguyên Dương rồi, nhưng mà mở miệng ra nói đồng ý hình như có cái gì đó quái quái. Tạ Cảnh Tu nheo mắt, ngươi không chịu? Đồng ý chứ. Tiêu Ngự mới vội đáp, trong lòng tự phỉ nhổ mình, cười nói, ta nói rồi, ta đương nhiên đồng ý sẽ theo Nguyên Lão Dương Gia và Thế Tử hồi kinh. Trương Tam Thiếu Gia nghe thấy, lòng xót xa như là lũ tràn bờ đê. Cuối cùng, hắn vẫn không có cưới được vợ rồi, thật khiến cho người ta thương tâm muốn chết. Nhưng mà khi nhìn nam nhân mặt lạnh còn cao hơn hắn một cái đầu, tâm tình đau đớn đều đã bị tự động xén xuống đáy lòng. Thở cũng không dám thở mạnh, chỉ núp sau lưng của Tiêu Ngự. Nếu vậy, ngươi chuẩn bị hành trang đi, sáng mai chờ ta đến đón. Thái độ của Tạ Cảnh Tu với Tiêu Ngự cũng không có vẻ hài lòng, vẫn là mặt không đổi sắc mà nói. Được được, lúc này Tiêu Ngự chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mai ta đến Phượng Phủ, bái phỏng trưởng bối của Phượng Gia, ngươi cứ chờ ở bên trong, không cần ra. Tạ Cảnh Tu lại nói, biết rồi, biết rồi. Tiêu Ngự gật đầu như gà mổ thóc. Bây giờ Tạ Thế Tử mới hài lòng gật đầu, sâu xa nhìn Trương Tam Thiếu Gia một cái, quay người rời đi. Hả? Tiêu Ngự và Trương Tam Thiếu Gia đồng thời thở ra một hơi. Chương 54, lên đường hồi kinh. Sáng hôm sau, Tam Đạo Thái Gia ra chợ xem chim cảnh, cá cảnh, mặt mày sáng láng, chống gậy về Phượng Phủ. Vừa đến cổng, ven đường có mấy người đột ngột xuất hiện, đều là cái đám lão già đã sống hơn nửa đời người ở các ngõ hẻm lân cận. Họ vừa thấy Tam Lão Thái Gia liền dồn dã tiến lên chào hỏi. Tam Lão Thái Gia ngẩng đầu ưỡn ngực, vui vẻ tiếp chuyện xã giao. Mấy ngày qua, ông đã quen với sự kính trọng và cảm kích của dân chúng trong lẫn ngoài thành Hoài Thiên. Vì ông đã nuôi ra một chất nữ tốt như vậy, Phượng Chiêu Ngọc đã chữa hết bệnh dịch cho thành Hoài Thiên, còn dùng cái thôn trang nhà của mình làm khu cách ly. Bất kể là người giàu hay là nông dân chân đất đều được chuyển vào đó để mà chữa trị chu đáo, đối xử vô cùng bình đẳng. Hiện tại, thành Hoài Thiên ai cũng khen Phượng Gia dạy ra được một nữ nhi như Bồ Tát sống. Trước đây, Tam Lão Thái Gia còn thấy Phượng Chiêu Ngọc suốt ngày lưu lỏng, chẳng có biết phép tắc, nào có giống tiểu thư khuê cát, cửa lớn không có bước ra, khiến cho ông thật là mất mặt. Nhưng mà trải qua mấy hôm nay mới thấy Phượng Chiêu Ngọc đã đem về thể diện rất lớn cho Phượng Gia. Nếu nói Phượng Dân Ninh và Phượng Dân Phi đã mang lại vinh hoa phú quý cho nhà, thì Phượng Chiêu Ngọc thu về kính ngưỡng, danh vọng và lòng tôn trọng của bao người. Tam Lão Thái Gia là một người vô cùng sĩ diện. Tuy lúc trước mọi người vẫn hâm mộ Phượng Gia, nhưng mà sau lưng lén lút chăm chọc họ bám giái nữ nhi. Dù sao thì quá trình trèo cao của Phượng Dân Ninh cũng chẳng có mấy dễ dàng. Bây giờ đầu đường cuối phố ai cũng thật lòng kính trọng, làm cho Tam Lão Thái Gia dễ chịu hơn những cái lời khen ngợi su nịnh trước kia. Quả thật vô cùng khoan khoái. Ông không có nhìn xa trông rộng như Đại Lão Thái Gia, nhưng mà trực giác mách bảo rằng Phượng Chiêu Ngọc còn tài năng hơn cả Phượng Dân Ninh rất nhiều. Đám nữ tử danh môn suốt ngày ru rú trong khuê phòng kia, dù có tiếng tăm vang lừng cũng nào sánh được với chất nữ của ông. Chỉ bằng đôi bàn tay cũng có bản lĩnh cướp người từ tay của Diêm Vương. Đang nói chuyện phím cùng với mấy ông lão thì thấy có một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi chạy đến, dừng ngay trước cổng chính của Phượng Phủ. Tam Lão Thái Gia ngờ vực nhìn sang, thấy tiểu ca đánh xe nhe răng cười với ông. Ngài chính là Tam Lão Thái Gia của Phượng Phủ đúng không? Là trưởng bối của Phượng Đại Tiểu Thư. Tiêu Ngự vừa rời giường mặc y phục, Bách Linh bên ngoài gõ cửa hưng phấn gọi, Tiểu Thư, Tiểu Thư, Thế Tử Gia đã đến rồi. Đến thì đến, y tới để mà gặp trưởng bối của Phượng gia mà, họ sẽ không có gọi hắn ra gặp khách đâu. Tiêu Ngự lười biếng đáp một cái, tinh thần uể oải cột dây trên y phục, mà không có biết Tạ Thế Tử sẽ nói gì với Tam Lão Thái Gia. Trong thư phòng tiền viện, Tam Lão Thái Gia sợ nơm nớp, ngồi phía dưới, lén đưa mắt nhìn Nguyên Dương Thế Tử ngồi ngay ngắn phẩm trà. Ông cũng có nghe nói, trong lúc chữa bệnh, Phượng Chiêu Ngọc quen được quý nhân này, mà mấy lời đồn đại của đám nữ nhân ở hậu viện nửa thật nửa giả, ai mà dám tin. Không ngờ vị này lại trực tiếp tìm tới cửa. Không lẽ định đề nghị kết thông gia, nhưng mà nào có đạo lý mình tự đi cầu hôn cho mình, ngay cả bà Mai cũng không có, không phải quá xem thường nữ nhi của Phượng gia sao? Hay là muốn bắt Ngọc Nhi làm thiếp chứ? Nghĩ cũng thấy có khả năng lắm. Nhìn sao cũng thấy gia thế của Phượng gia làm sao mà đến ngưỡng cửa của phủ Nguyên Dương. Nguyên Phi tương lai càng không thể là đại phu suốt ngày rong ruổi xem bệnh bên ngoài. Tam Lão Thái Gia càng nghĩ càng thấy đúng, lòng không có thanh thản mà còn bức bối nữa. Nếu Thế Tử gia đầy mở miệng đòi người thì liệu ông có cho không? Không cho, ông nhát gan thật, nhưng mà quyết không cho đâu. Gần đây Đại Lão Thái Gia rất xem trọng Ngọc Nhi. Nếu mà ông dám bắt Ngọc Nhi làm thiếp của tên này, chắc là Đại Lão Thái Gia sẽ đánh gãy chân của ông. Tam Lão Thái Gia đã quá 60 rồi, nghĩ đến uy nghiêm của đại ca, bừng bừng chỉ nghĩ. Tạ Cảnh Tu buông tách trà nhìn ông. Phượng Lão Thái Gia, hôm nay ta mạo muội đến đây là có chuyện muốn thương lượng. Tạ Cảnh Tu thông thả nói. Tam Lão Thái Gia chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cười lấy lòng. Mời Thế Tử cứ nói. Tạ Cảnh Tu mới nói, ngày mai ta sẽ lên đường hồi kinh, muốn yêu cầu Phượng Đại Tiểu Thư đồng hành, mong là Phượng Lão Gia chấp thuận cho. Ý cười trên mặt của Tam Lão Thái Gia cứng ngắc, quả nhiên là vậy rồi. Y có ý gì đấy? Muốn ông cho Ngọc Nhi đồng hành với y mà ngay cả danh phận cũng không cho, thật là quá đáng mà. Loại yêu cầu này đừng nói là Đại Lão Thái Gia, chính ông cũng không có thể chấp nhận. Tam Lão Thái Gia tuy sợ thế lực của Dương Phủ, nhưng sẽ không có cho phép nam nhân này làm vậy với tiểu bối của mình. Huống hồ gần đây, ông cũng thật lòng yêu thích chắc nữ này. Nào có hợp lễ nghi chứ? Tam Lão Thái Gia mới cười gượng. Không có dối gạt Thế Tử, chắc nữ này của ta tính tình không tốt, không có chịu quản giáo. Ngươi xem đi, cả nhà chẳng ai quản được nàng. Phương Đại Tiểu Thư rất tốt. Tạ Cảnh Tu ngắt lời của ông. Tam Lão Thái Gia bắt đầu nổi giận, khinh người quá đáng. Ông đang uyển chuyển từ chối, không tin là Tạ Thế Tử đây không hiểu. Vậy mà y vẫn dửng dưng, y xem Phượng gia là cái gì, xem Ngọc Nhi là cái gì chứ? Tam Lão Thái Gia mới cười gằn, đa tạ Thế Tử quá khen rồi. Quả là vinh quang cho tiểu tôn nữ, nàng có thể lọt vào mắt của Thế Tử gia thì đó là phúc phận của nàng. Lão hủ vốn không có nên từ chối, chỉ là chắc nữ này đã lớn rồi, nhà của ta đang chuẩn bị làm mai cho nàng. Việc này rất quan trọng, thật sự không có thể để nàng cùng Thế Tử lên kinh thành, đành thẹn với ưu ái của Thế Tử rồi. Tạ Cảnh Tu nhíu chặt đôi mày dài. Làm mai? Tam Lão Thái Gia mới gật đầu. Đúng vậy, ông hạ quyết tâm đối phó với Thế Tử gia, rất nhanh đã nghĩ ra cái lý do này, để không phải gả Ngọc Nhi vào trong nhà quyền quý chịu khổ. Thà làm thê cơ hàng, không có làm thiếp đại gia. Tam Đạo Thái Gia hiểu rõ đạo lý này. Tạ Cảnh Tu trầm ngâm một lát, nhìn Tam Đạo Thái Gia, thấy vẻ mặt của ông không giấu được vẻ căng thẳng, như đang sợ y đưa ra cái yêu cầu vô lý khác. Tạ Cảnh Tu liền giảm bớt khí thế. Hậu viện của Phượng gia cũng không có đến nổi, ít ra ông lão này vẫn còn cái tấm lòng thành thật. E là không được rồi. Y trả lời. Quả nhiên thấy Tam Lão Thái Gia biến sắc, Tạ Cảnh Tu mới cười nói, chắc Phượng Lão Thái Gia không biết, vì bệnh cũ của Lão Dương gia tái phát, sức khỏe giảm sút, cho nên mới muốn mời Phượng Đại Tiểu Thư đi cùng. Đại phu không có thiếu, nhưng mà Dương gia chỉ tín nhiệm mỗi một mình Phượng Đại Tiểu Thư. Tam Lão Thái Gia mới ngẩn người, thì ra không phải là muốn bắt Ngọc Nhi làm thiếp, mà là nhờ hắn chăm nom Nguyên Lão Dương gia sao? Không biết Phượng Lão Thái Gia có thể chấp thuận chứ? Tạ Cảnh Tu hỏi. Chuyện này... À đương nhiên rồi. Tam Lão Thái Gia mới vội đáp. Ông không có thể từ chối yêu cầu này. Tạ Cảnh Tu lại nói, đường lên kinh mất hơn nửa tháng, vì danh tiếng của Phượng Đại Tiểu Thư, thiết nghĩ cần một vị trưởng bối đi theo. Nghe nói mẫu thân của Phượng Đại Tiểu Thư đang tạm trú ở ngoại thành Hoài Thiên, hãy để Phượng Đại Phu Nhân đi cùng với nàng đi. Tam Lão Thái Gia nghe y nói như ra lệnh, tuy đã nhúng tay vào cái chuyện nhà của Phượng Gia, nhưng mà Tam Lão Thái Gia thấy yêu cầu này cũng không có tính là vô lý. Không để Tam Lão Thái Gia có thời gian do dự, Tạ Thế Tử đứng lên cáo từ. Lần này không đồng ý cũng không được rồi. Cùng kính kính tiễn người ra cổng lớn, Tam Lão Thái Gia vỗ trán, nhanh chân đi tìm Đại Lão Thái Gia. Tạ Thế Tử muốn Ngọc Nhi đi theo, còn muốn là Phương Thị đi cùng nữa. Đại Lão Thái Gia cao mày trầm ngâm, gọi Phượng Chiêu Ngọc đi theo còn hiểu được, hắn đúng là có tài y thuật cao siêu, nhưng mà còn muốn dẫn Phương Thị thì... Đại Lão Thái Gia có thể khẳng định đây không phải là chủ ý của Tạ Thế Tử, mà là yêu cầu của Phượng Chiêu Ngọc. Tam Lão Thái Gia còn đang lầm bầm, Phương Thị tốt xấu gì cũng từng là chính thê của Vân Phi, năm xưa phạm lỗi cho nên mới bị nhốt trong từ đường thanh tu mười mấy năm, cũng không có thể nhốt nàng đến lúc chết già rồi. Đại ca, thấy sao đây? Còn thấy cái gì nữa? Đại Lão Gia nói, ngươi cũng đã đáp ứng Tạ Thế Tử rồi, mau về thu xếp đi. Nếu là đi theo cái đoàn người của Nguyên Lão Dương Gia thì phải sắp xếp chu đáo đó, đừng có keo kiệt khiến cho Ngọc Nhi ra ngoài bị xem thường. Tam Lão Thái Gia thưa dạ liên hồi. Đại Lão Thái Gia suy nghĩ một chốc lại nói, việc này dính líu đến phủ Nguyên Dương, đừng có để lộ ra bên ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 16 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.